trêu em à? Để tí tí mẹ bổ cho. Tí tí ăn ăn ổi à? Có răng cơ mà ăn ổi. Em mẹ cắt cho mình bé nhá. Tí ngoan à? Từ từ đợi mẹ ủi kéo à? Chê mẹ chưa? Quan ăn được không? Ủi cứng lắm đấy. Ngay bỏ mẻm như ông già. Ủi cứng không con? Cứng à? Tí mẹ rửa rau cho con ăn nhá. Con ăn được rau mới ăn nho thôi. Ủi cứng lắm. Đây này, cái áo ăn hồng hồng xiêm còn bôi đời ra áo này. Các bác này, áo cháu ăn hồng xiêm đây này. Ăn hồng xiêm xong cháu bôi đời ra áo này, không phải áo bẩn đâu. Cháu vừa ăn hồng xiêm đấy, mẹ cháu chưa kịp thay. Bây giờ mẹ cháu bổ của cháu lại đòi ăn đây này. Ngồi ngoan nhá. Ngồi ngoan nhá, mẹ bổ cho chị ăn nhá. Ủa sao nó quay cứng không? Ui, ngồi gặm kìa. Ngồi gặm kìa. Nó gặm bòm bèm đây. Ngon ngon. Cứng không? Thôi đưa mẹ lấy rau lấy tay cho tí ạ. Sao ném đi? Tay không? À, con nên nằm, con giường nên nằm mẹ massage cho con nhá. Massage lưng nhá. Thì áo ra tí thay áo này nhá, thằng nào ăn bẩn. Ăn hồng xiêm bẩn hết áo này. Nhằm nữa. Để bị mới cho mát nhá. Thank you.
Chịu rồi đấy. Nhớ. Nhớ. Cái bụng này. Ăn chưa? Thế là vừa mẹ đưa dâu tây nó ném đi. Kia. Không ăn. No. Đây đây ôi mồm này hai bên mặt ăn đi đến đấy. Em cái áo này bẩn lắm, phải ăn hồng xiêm bẩn. Không áo khác em để. Khiến mẹ bế sao mẹ à? Đi có nổi không? À thì ăn nổi. Wow.
Mọi người. Chưa. Sợ quá. Nhìn sợ mà còn nhìn. Chưa. 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 Đi ơi, đi ra. Rồi đi. Ôi đi đâu, đi đâu, đi đâu. Đi đâu. Đi đâu ấy. Đi nha. Ôi dù chạy mà xem. Đi. Đi ơi. Đi ra mẹ nhé. Ngủ rồi. Sợ mà cứ nhìn cơ. Sợ mà cứ nhìn theo thôi. Đấy, sợ gì cứ nhìn theo làm gì. Đi ra chị Bông nhá. À không, không, không. Em sợ này. Em sợ. Sợ. Sợ mà cứ nhìn chằm chằm thôi. Sợ thật hay sợ giả? Sợ thật hay sợ giả? Chị Bông này con khủng long mày đẹp không? Yeah. Hôm nay mẹ đi ship hàng thế là thấy người ta bán ở ở đường ấy. Thế mẹ cứ nghĩ là Titi thích thế là mẹ mua cho Titi. Ai nghĩ Titi lại sợ thế? Sợ này. Sợ mà cứ nhìn ấy. Hay là chắc lần đầu nhìn thấy ấy nhỉ? Chắc. Thôi tốt nhất là cắt đi, hôm nào em lớn thì em chơi. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, cả nhà Titi, gia đình Titi xin chào các bác nhá. À, cho em cho con đi ngủ đây. Con sợ quá này, này nhìn này mọi người này. Ba ngày nhìn con sợ chưa, nhưng mà sợ cứ nhìn thôi. Chị Bông, em đã sợ còn hù em à. Thôi Titi đi ngủ nhá, cũng muộn rồi, Titi đi ngủ đây. Ma chị Bông đi học. Bé Titi ngủ nhá. Titi chào các bác chưa? Titi chào các bác xong rồi đi ngủ đi. À. Bé ba bác này không gì sợ. Titi chào các bác này. Titi ngoan. À, Titi ngủ đây. Titi nè, à, con xin chào các bác nhá. Các bác nhớ mà nhớ vào kênh của con, ủng hộ con nhiều hơn nữa nhá. Đăng ký kênh và ấn nút like, chia sẻ để cho con có nhiều động lực để ra video mới nhá. Gia đình con xin chào các bác. Chào nhìn vào kia, cứ nhìn khủng long thôi. Đi mà.